Chào mừng các bạn đến với kênh đào tạo tin học trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Các bạn có thể truy cập về địa chỉ là youtube.com/đào tạo tin học online để có thể theo dõi toàn bộ các video hướng dẫn về tin học văn phòng cũng như là các thủ thuật về tin học văn phòng rất hữu ích. Trong khi xem một video nào đó của chúng tôi thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để theo dõi các video hướng dẫn của chúng tôi hàng ngày. Trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo file Word trên Windows. Thì trước hết thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái đĩa Word. Thì cái đĩa này các bạn có thể mua ở ngoài cái quán sửa máy tính hoặc cái quán máy tính nhỏ này ở bên ngoài, thì cái đĩa này cũng rất khá là rẻ. Thì sau đấy thì các bạn mang đĩa về và các bạn đưa đĩa vào ổ CD và khởi động lại máy tính. Thì tiếp đến bước tiếp theo thì các bạn hãy nhấn vào cái nút F8 hoặc F12 hoặc là có thể là F9, F10 tùy theo cái phiên bản máy tính của chúng ta. Và để tiếp đến thì các bạn hãy chọn Start Boot CD để khởi động đĩa boot. Sau đó thì các bạn hãy chọn cái Backup Tool. Và bước tiếp theo thì các bạn hãy chọn cái phần NotonGold. Ở đây thì mình của mình là NotonGold 11.5. Bước này thì các bạn hãy chọn cái mục số 8 là Gold Normal. Tiếp đến các bạn cứ để cho cái phần mềm của chúng ta chạy tự động, các bạn không cần phải nhấn bất kỳ một cái phím nào đó. Các bạn chờ cho đĩa gốt chúng ta chạy một thời gian khá là ngắn. Tiếp theo thì các bạn hãy nhấn vào nút OK để tiếp tục cái quá trình tạo đĩa gốt, và các bạn vào local code và chọn partition. Sau đấy thì các bạn hãy chọn Tool Image để tạo ra một cái file gốt cho máy tính. Ở cái bước này thì nếu các bạn có hai ổ đĩa thì các bạn chọn cái ổ đĩa của mình. Còn đây thì mặc định là thường là chỉ có một ổ đĩa, cho nên mình cứ chọn OK thôi. Còn ở đây thì các bạn hãy chọn cái ổ đĩa mà chúng ta chứa Win thì thông thường sẽ là ổ C. Sau đó các bạn chọn ổ C và nhấn OK. Bước này thì các bạn hãy chọn một cái ổ đĩa để lưu cái file Word của chúng ta ra, và các bạn nên nhớ là chọn ổ Win để làm sao khi chúng ta gốt hoặc cái Win thì sẽ không bị mất. Và các bạn đặt tên cho file gốt rồi nhấn Save. Sau đó thì các bạn chờ cho cái phần mềm của chúng ta chạy. Ở bước này thì các bạn chọn 2 để chọn cái chất lượng tốt. Và các bạn chọn Yes để xác nhận. Và các bạn chờ đợi để cho cái phần mềm của chúng ta chạy đến 100%, là coi như là quá trình tạo file Word đã thành công. Và các bạn hãy nhấn vào nút Continue để kết thúc cái quá trình tạo file Word. Các bạn có thể chọn quit để thoát khỏi cái màn hình đốt này đi. Các bạn chọn yes. Như vậy là video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo file Word trên Windows cũng khá là đơn giản. Thì sau khi tạo file Word thì giả sử trong một trường nào đó thì các bạn muốn bung cái file Word ra thì các bạn hãy sử dụng file Word này để bung file Word ra, mà các bạn không cần thiết phải cài Win, sẽ mất khá nhiều thời gian. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày sau.